Chào mừng các bạn đến với kênh Vin Pick Toán, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm Vin Pick Toán lớp 7 vòng 12 năm 2017-18. Chúng ta bắt đầu này. Bài thứ nhất là cột đu cuốn cưng. Mình đặt ở đây là vài ô đi. Cho góc M ON bằng 120, lấy điểm Y bên trong góc MON qua Y kìa. Này thì ta vẽ hình ra. O này, lấy điểm Y bên trong góc MON, lấy điểm Y này, kẻ Y vô góc với Y, kẻ IH vô góc với cả OM. Đây là H, đây là Y này, IK vuông góc với ON này vuông, này cũng vuông. Người ta cho cái này là 120. Đấy, thì người ta hỏi là Y, đây là H, IK, đây là K. Thì ta có là cái góc HOK này bằng 120, thì góc HIK phải bằng 180 trừ đi 120. Vậy là HIK nó sẽ là bằng 60. 60. Thực ra ta có là tổng số đo của các góc trong một tứ giác mà rộng bằng 360, thì hai góc bằng 90 rồi, thì đương nhiên là cái hai góc còn lại sẽ phải bằng tổng bằng 180 thôi. Cho tam giác DEF có góc E bằng góc F, tia phân giác góc D cắt EF tại Y. Này ta vẽ hình nhá. DF có E bằng F, tức là tam giác này cân này. Đây là E, F, D. Thì phân giác của góc D cắt EF tại Y. Cái này thì nó vừa là phân giác vừa là đường cao luôn. Y. Khi đó IE trên IF, hai cái đều đương nhiên bằng nhau rồi. Nên IE trên EF phải bằng 1 đúng không? Hai cái này bằng nhau này. Tại vì hai góc này bằng nhau nên tam giác này cân mà, nên là sẽ bằng 1. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào không sử dụng để chứng minh hai tam giác bằng nhau? Góc cạnh góc, cạnh cạnh cạnh, góc góc góc, cạnh góc cạnh. Cái trường hợp góc 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 này là không sử dụng cho hai tam giác bằng nhau nhé. Hai tam giác đồng dạng nó cũng có góc 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 bằng nhau hết. Cho hàm số y bằng f phở x bằng này, khi đó ta có, người ta đang xét là f tại bao nhiêu đúng không? Cái này ta có là f phở tại 0, tại trừ 1 và trừ 2. Ta tính ra, ta có, nếu mà tại, ta sẽ để là 3 nhân với cả tại 0 thì không tính rồi, tại trừ 1 đi, nhân với trừ 1. Đấy, rồi trừ đi 1 phần 4 bằng, nó sẽ là bằng trừ 13 phần 4. Tức là f tại trừ 1 ấy, sẽ là trừ 13 phần 4. Còn nếu mà tại trừ 2, ta sẽ lấy vào đây, thay vào đây, sẽ là trừ 25 phần 4. 25 phần 4. Còn nếu mà tại 0 thì nó sẽ là bằng trừ 1 phần 4. X bằng 0 thì cái này sẽ bằng trừ 1 phần 4. Thì ở đây ta thấy là trừ 1 phần 4 này là lớn nhất. Rồi đến trừ 13 phần 4, sau đó mới đến trừ 25 phần 4. Thì tức là trừ, tức là f tại 0 là lớn nhất, f tại 0 là lớn nhất, rồi đến f tại trừ 1. Đây, ok, vậy là đáp án này đúng. Cho cái hệ thức này và 4x mũ 3 trừ 3
bằng 29. Giá trị của biểu thức a bằng x y cộng 2y cộng 3z là bao nhiêu? Này thì ta sẽ tìm ra được x y. Ta giải cái phương trình này ra tìm x. Ta sẽ có là 4x mũ 3 sẽ bằng 29 cộng 3 là bằng 32. Nên x y mũ 3 sẽ bằng 32 chia 4 bằng 8. Vậy là x y sẽ bằng 2. Ta sẽ có x y bằng 2. X y bằng 2 rồi. Tức là cái này nó sẽ là bằng 2 cộng với 16 là 18 chia 9 sẽ bằng 2. Chia 9 cũng bằng 2 luôn. Là cái này, tất cả cái này đều bằng 2 luôn. Thì bây giờ ta sẽ có là cái tiền đề thức này ta cộng tất cả. Cái này ta nhân cả 2, cái này với 2, cái này với 3. Ta sẽ có là x cộng 16 trên 9 sẽ bằng 2y trừ đi 50 trên trừ 36 32, tức là nhân cả từ mẫu với 2 đó. Tiếp theo cái này nó sẽ là bằng 3z cộng với cả 49 nhân 3 trên 25 nhân 3 là 75. Cái này nó sẽ là bằng cái phân số ta cộng tất cả các từ với nhau và tất cả các mẫu với nhau. Ta sẽ có là x cộng với 2y cộng với 3z đấy, cộng với cả, ta tính luôn, 49 nhân với 3 trừ đi 50 rồi cộng với 16 sẽ bằng 113. Ở dưới mẫu nó sẽ là 75 trừ 32 cộng 9 hay sẽ là 52. Kiểm tra lại xem có nhầm chỗ nào không. Đều ok rồi đấy. Ok. Vậy là cái này nó sẽ bằng 2, tại vì cái này bằng 2 này, x cộng 16 trên 9 bằng 2. Tại vì x bằng 2 mà. Đấy thì ta sẽ tìm ra được cái này sẽ bằng 52 này nhân với 2 rồi ta trừ đi 113. Đấy, vậy là cái kết quả cần tìm là bằng trừ 9. Đây đáp án này. Ok. Dùng tiền đề thức hoặc không thì các bạn giải tìm ra y và z rồi thay vào cũng được. Cho y là trung điểm của đoạn thẳng AB trên đường trung trực của AB lấy 3 điểm MNP khác điểm Y nối các điểm MNP với A và B trên hình vẽ có mấy cặp tam giác bằng nhau. Ta phải vẽ hình thôi. Đây là AB này, Y là trung điểm, thì cái đường trung trực bao giờ nó cũng đi qua Y. Phân biệt MNP, M này, N này, đây là P đi. Nối các điểm MNP với A và B. Người ta bảo là ở đây có bao nhiêu cặp tam giác bằng nhau thì ta có hai tam giác. Đây là AB đã. AIB này, AIB với BIN bằng nhau rồi. Tiếp theo là AMI, AMI với BMI bằng nhau là hai tam giác. Đấy, tiếp theo nữa là AIP với BIP là ba. Tiếp theo nó là ANP với BNP là 4 cặp. 4 cặp rồi. Cuối cùng là MAP với MBP là 5 cặp. Xem còn cặp nào được không. Ừ.
5 cặp rồi, sẽ còn một cặp nữa. À đây, nó chính là AMN. AMN với BMN đây. Đấy, là 6 cặp. Hết rồi. Không tìm được nữa. Ok, ta chọn luôn. Số dư trong phép chia 9 nhân với cái này. 9 nhân 10 mũ n cộng 18 cho 27 là 9 nhân 3 27. Tức là phải chia hết cho cả đồng thời 9 và 3 đúng không? Không thì tốt nhất là các bạn sẽ thay n bằng một số bất kỳ. Thay n bằng 0 chẳng hạn. Đấy, thì ta có là 10 mũ 0 bằng 1. Thì cái này nó sẽ là 9 cộng với 18. 9 cộng 18 cũng là bằng 27. 27 sẽ chia hết cho 27 nên là số dư là bằng 0. Tương tự các bạn thay bằng bao nhiêu cũng thế thôi, đều dư 0. Cho tam giác ABC cân tại A có góc A bằng 80. Các đường cao. Này ta phải đi vẽ hình. Các vẽ hình tốt nhất là cái vẽ hình dễ nhìn. Cân tại A. BC đây là A. A này bằng nhau. N có góc A bằng 80. 80. Đường cao BHCK. BHCK. Cắt nhau ở O, số đo ở góc BOC. BOC đây là O này. Đấy, hai cái này vuông rồi. Cái này bằng 80 thì suy ra cái này sẽ bằng 180 trừ đi 80 sẽ bằng 100 độ. Hai cái này sẽ đối đỉnh với nhau nên là BOC cũng bằng 100 độ thôi. Ok. Cho biểu thức P bằng cái này với x y khác 0. Giá trị của biểu thức P với x gì trên 2 bằng y trên 4 bằng bao nhiêu? X trên 2 bằng y trên 4 á. X trên 2 bằng y trên 4 thì ta sẽ có là x gì sẽ bằng y trên 2 đúng không? X sẽ bằng y trên 2, hay nói cách khác là y nó sẽ bằng 2x. Thì ta sẽ thay tất cả y bằng 2x vào. Thì đây ta sẽ có này. Phân số như thế này, những cái nào là y thì ta thay thành 2x. Ta sẽ có là vẫn là 7x bình phương cộng với y này bằng 2x thì y bình sẽ bằng 4x bình, thì sẽ là 4 x 3 bằng 12 x bình phương. Ở dưới nó sẽ là vẫn là 14x bình thôi. Trừ đi. Chỗ này là 4 x 3 cũng là 12 x bình phương. Đấy, thì ta sẽ triệt tiêu tất cả x bình của cả tử và mẫu. Thì chỉ còn có 7 cộng với 12 và 14 trừ 12. 14 trừ 12 thì nó sẽ bằng 2 rồi. Trên là 7 cộng với 12 sẽ bằng 19. Vậy là bằng 19 phần 2. Ok. Câu tiếp theo. Biết A cộng B cộng C khác 0 và B cộng C trừ 3 trên A bằng này, và những cái này bằng 1 trên A cộng B cộng C. Khi đó A cộng B cộng C là bằng bao nhiêu? A cộng B cộng C. Thì ta nhóm 3 cái này trước. Các bạn sẽ có là như thế này. Thì ta sẽ có là A cộng B cộng C sẽ xuất hiện một cái 2 lần. Tức là 2 lần của A cộng B cộng C. Đấy, tiếp theo là cộng với trừ 3, trừ 5 là trừ 8, trừ 8 cộng 7 là thành trừ 1, cuối cùng là trừ 1 mà. Dưới mẫu sẽ là A cộng B cộng C. Đấy, cái này nó sẽ là bằng 1 trên A cộng B cộng C. Đây chính là các bạn cộng cả
cộng tất cả các từ với nhau và các mẫu với nhau của cái ba cái hệ thức này với nhau sẽ xuất hiện như này. Thế nên cái này chung mẫu rồi thì ta sẽ có cái trên là bằng 1, thì ta sẽ có hai lần của a cộng b cộng c sẽ là bằng 1 cộng 1 đúng không? Là bằng 2. Vậy là a cộng b cộng c sẽ bằng 1. Ok. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành bài thi thứ nhất, đó là của đồ cuốn cưng. Các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một comment nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn các bạn. Chúng ta chuyển sang bài thi tiếp theo. Đó là đừng để điểm rơi. Giá trị a thỏa mãn cái này là cái này thì mẫu thức chung nó chính là 4a, thì các bạn sẽ quy đồng bình thường lên thì ta sẽ có này. Quy đồng xong mình tính luôn nhá, nó sẽ là 3 trừ đi cái này, bên này sẽ nhân với 4 này, cả từ mẫu với 4 này thì sẽ là trừ đi 16 trên 4a. Đấy, cái này thì nó sẽ bằng 13/20. Bây giờ thì ta nhân chéo lên thôi, điều kiện đương nhiên phải a khác không rồi. Ta nhân chéo lên thì ta sẽ có là 4 nhân với cả 13 thì sẽ là 43, 12 sẽ là 52. 52a sẽ bằng 3 trừ đi 16 nhân với 20 sẽ bằng trừ 260. Trừ 260. Thế thì các bạn lấy cái này chia cho 52 là ra a thôi. Đấy, vậy là a sẽ bằng trừ 5. A sẽ bằng trừ 5. Tiếp theo, biết điểm B có tọa độ như thế này, 0,25 và trừ B thuộc đồ thị hàm số y bằng 1/5x khi đó B bằng bao nhiêu. Thuộc cái này thì các bạn sẽ cứ thay cái tọa độ vào đây thôi. Thì ta sẽ có này, x y bằng 0,25 rồi thì ta sẽ có 0,25 sẽ là 1/4 đúng không? 1/4 nhân với cả 1/5 thì nó sẽ là 1/20. Nó sẽ là bằng trừ B. Thì B nó sẽ bằng trừ 1/20 thôi. Nhập dưới dạng phân số tối giản. B sẽ bằng trừ 1/20. Cho phân số tối giản A trên B với B khác không? Biết rằng khi cộng tử số của phân số đó với 70 và trừ mẫu số của phân số đó cho 116 thì được phân số mới bằng phân số AB. Vậy phân số AB là phân số nào? Thì ta sẽ lập ra thôi. Rồi A cộng tử số với 70 trừ mẫu số cho 116. Cái này nó vẫn bằng a trên b. Thì bây giờ ta nhân chéo lên nào. Ta thử xem nào. Nhân chéo lên thì các bạn cũng sẽ triệt tiêu được hết cái kia thôi mà. Nhân chéo lên đi. Thì ta sẽ có là AB này cộng với 70B sẽ bằng AB trừ đi 116A. Đấy, thì ở đây ta triệt tiêu hết AB thì ta sẽ có là A chia B. Tức là bây giờ ta cái này là A này. Thì ta sẽ có là A trên B nó sẽ là bằng A trên B nhé, nó sẽ phải bằng 70 trừ 70 trên 116. Trừ 70 trên 116. Ok chưa? Chuẩn rồi. A trên B thôi, trừ 70 trên 116. Nhập A trên B là trừ 70 trên 116.
Tại sao sai nhỉ? AB đúng không? Sai nhỉ? AB chia đều hết. Hai thằng này bằng nhau thì A trên B. Trừ 70 phần 116 này. Hoặc là 70 phần âm 116 thì cũng thế. Như nào cũng vậy mà. Không hiểu sao sai nè. Để làm một công việc trong 8 giờ cần 30 công nhân. Nếu số công nhân tăng thêm 10 người thì thời gian hoàn thành công việc giảm bao nhiêu giờ? Vậy ta phải đi tính được cái số công nhân cần thiết. 8 giờ đúng không? 8 giờ là cần 30 công nhân thì ta phải làm tổng số giờ là 8 nhân với cả 30 sẽ là 240. 240 giờ làm việc thì mới kết thúc được cái công việc đấy. 240. Bây giờ người ta bảo là nếu mà số công nhân mà tăng thêm 10 người thì thời gian làm việc giảm bao nhiêu giờ, thì ta không cần phải biết giảm bao nhiêu, ta cứ biết là thêm 10 người là thành 40 công nhân đúng không? Thì ta lấy 240 này chia cho 40 công nhân là sẽ ra được số giờ làm việc. Đấy, vậy là hết 6 giờ rồi thì nó sẽ giảm được 2 giờ đúng chưa? Ok, vậy là giảm 2 giờ. Cho 3 điểm B, C và D, biết A là điểm có tọa độ sao cho 4 điểm này tạo thành hình vuông. Tính diện tích hình vuông ABCD. Người ta phải vẽ hình nhé. Vẽ điểm C trước thì cho dễ nhìn. 1 này, 2 này, 3 này. Đây là điểm C. Tiếp theo điểm B sẽ là trừ 2, 3. Trừ 1 này, trừ 2 này. Đây là điểm B. Điểm D sẽ là 3 trừ 2, đây là 3 rồi. Trừ 1 này, trừ 2 này. Đây là D này. Vậy là điểm A nó phải là tọa độ này, sẽ là trừ 2 trừ 2. Chắc chắn điểm A phải là trừ 2 trừ 2 rồi. Diện tích hình vuông này là ta có cái này nó sẽ có độ dài là 5 nữa, mỗi một cạnh có độ dài là 5. Mỗi một cạnh có độ dài là 5. Thì có phải là cái này ta sẽ có là cái diện tích của nó sẽ là 5 nhân 5 là bằng 25. Vậy là diện tích hình vuông ABCD là 25 đơn vị diện tích. Cho ba số ABC viết trung bình cộng của A cộng B và B cộng C. B cộng C và C cộng A. C cộng A và A cộng B lần lượt là 15, 10, 11. Vậy A, BC là. Bây giờ ta có này, trung bình cộng của hai cái này thì nó chính là tổng lại nhân tổng lại chia cho 2 thôi. Thì ta sẽ có là A cộng B cộng B cộng C đúng không? Nó sẽ là bằng 15 là nhân 2 là 30. Tiếp theo là ta lại có tiếp là B cộng C thì ta sẽ có là B cộng với 2C đi. Cộng với A sẽ là bằng 10 nhân 2 là 20. Cuối cùng là C cộng với 2A cộng B. 2A cộng B. Nó sẽ là bằng 11 nhân 2 là 22. Cái này là 2B này. Đấy. Này bằng 30. Ở đây ta để ý xem. Người ta bảo là giải tìm cái này đúng không?
A, B và C. Cộng tất cả lại thì nó sẽ là, ta sẽ cộng tất cả hai vế này lại, cộng tất cả hai vế này lại nhá, thì nó sẽ xuất hiện là 3 4a đúng không? 4a, 4b và 4c. Tức là 4 lần a cộng b cộng c sẽ bằng tổng của này lại là 50 với cả 22 là 72. Thì ta sẽ có a cộng b cộng c sẽ bằng 72 chia cho 4 là bằng 18 đúng không? A cộng b cộng c sẽ bằng 18. Từ đây thì ta sẽ có này, đây cái này đều có AC này, khác mỗi b thì ta sẽ trừ cái này cho cái này, trừ cái này cho cái này, thì ta sẽ có b, b nó sẽ bằng bằng 30 trừ 18 là 12, b sẽ bằng 12. Tương tự đây có b và a chung rồi thì các bạn sẽ lấy cái này trừ cái này thì sẽ ra được c, c sẽ bằng 20 trừ 18 là bằng 2, c sẽ bằng 2. Tiếp theo cái này ta lấy cái này trừ đi cái này thì ta sẽ ra được a luôn, tại bc chung rồi chỉ ra được a, a sẽ bằng 22 trừ 18 bằng 4, a sẽ bằng 4. Vậy là tọa độ là cái điểm ABC này nó sẽ là 4 12 4 12 và 2. Ok, vậy đáp án này. Tính này bằng bao nhiêu? Trừ đi 9 ta có là cái 1 phần 3 24 8, 23 là 6, tức là 1 phần 3 trừ 1 phần 4 đúng không, thì sẽ bằng 1 trên 3 nhân 4. Thế thì 7 trên 4 à, 7 trên 3 trừ đi 7 trên 4 thì ta sẽ có là mẫu thứ chung nếu 1 phần 3 trừ đi 1 phần 4 thì sẽ bằng 1 trên 3 nhân 4, đây là 7 28 37 21. Đúng rồi, vẫn đúng. Đấy, nó sẽ ra như này. Rồi trừ đi 9/4. 9/4 cộng với 9/5. Tiếp theo là cộng với 11/5 trừ 11/6. Cái này nếu mà như này thì mình bấm máy tính có khi nhanh hơn. Thôi, mất công làm thủ công thì mình sẽ làm thủ công luôn. 11/6. Tiếp theo là trừ đi 13/6 cộng với 13/7 cộng với 15. Sau đó là các bạn sẽ nhóm những cái này này sẽ ra mẫu thức chung chung này, bạn sẽ làm rồi rồi mình bấm máy tính cho nhanh, đằng nào mất công 7/12 trừ đi 9/20 cộng với 11/30 trừ đi 13/42 cộng với, mình soát luôn nhé cho chắc, tiểu đợi phải soát lại, rồi cộng với 15/7856 này trừ đi 17/
72 cộng với 19 phần 90. Ok. Vậy nó sẽ bằng cuối cùng bằng 13 phần 30 đó. Phần số tối giản 13 phần 30. Các bạn có thể tách như cái lúc đầu mình làm ấy, nhưng mà nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là bấm nhanh hơn. Cho x, y, z thỏa mãn cái này bằng 0. Khi đó x cộng z bằng bao nhiêu? Cái này bằng 0 khi chỉ khi đồng thời tất cả bằng 0 thôi mà. Đấy, tất cả các cái này đều bằng 0 thì ta có là x gì sẽ bằng trừ 17/3 và z sẽ bằng 2005, thì ta sẽ có là x cộng với z thì ta lấy là 2005 trừ đi 17/3. Đấy, khá là to. Đây x gì sẽ bằng trừ 17/3, cái này sẽ bằng 2005, z bằng 2005, thế thì x cộng z bằng to như này nhưng vẫn phải nhập thôi, 5998/3, 5998/3. Ok, có tất cả bao nhiêu số nguyên của x gì để biểu thức này nhận giá trị nguyên? Nhận giá trị nguyên ta sẽ phải tách cái trên ra. Này nó sẽ là 10x cộng với 2 đúng không? Còn lại là sẽ là 13, thì ở đây ta sẽ có là bằng 2 cộng với cả 13/5x+1. Đó. Cái này nguyên khi mà cái này này, cái biểu thức ở dưới này là ước của 13. Ước của 13 thì chỉ có thể là bằng cộng trừ 1 cộng trừ 13. Đấy, thì 5x cộng 1 sẽ bằng cộng trừ 1, hoặc là 5x cộng với 1 sẽ bằng cộng trừ 13. Nếu như mà cái này mà bằng 1 thì ta vẫn tính ra được là x gì bằng bao nhiêu, và trừ 1 cũng vẫn tính được, cộng trừ 13 cũng tính được thôi. Đấy, vậy là nó sẽ kiểu gì cũng có 4 giá trị tất cả. Ok. Sẽ thấy nhỉ. Có khi hai giá trị trùng nhau à? Có lẽ là sẽ ra hai cái giá trị trùng nhau. Thế nên mình sẽ làm cái này sau. Cho 2 mũ x bằng 8 mũ y cộng 1 và 9 mũ y bằng 3 mũ x chỉ trừ 9. Khi đó x cộng y là bao nhiêu? Cái này ta có là 8 nó sẽ bằng 2 mũ 3 này. Thì cái này thì ta sẽ suy ra được là x gì nó sẽ bằng 3y+3. Cái dưới thì cái bên này ta sẽ suy ra được là 2y, tại vì 9 thì bằng 3 mũ 2 mà, sẽ bằng x gì trừ 9. Ta giải tìm thôi. Ta lấy đang tìm x gì cộng y đúng không? Ta rút cái trên này thay thành dưới thì ta sẽ có là 2y sẽ bằng 3y+3-9. Thì ở đây ta sẽ có là y nó sẽ là bằng cái này là trừ 6, để chuyển sang đây nó sẽ là 6, và y bằng 6, và x gì nó sẽ là bằng 6 × 3 = 18 cộng với 3 = 21. Đấy, thì ta sẽ có x cộng y nó sẽ là bằng 27. Ok, mình sẽ làm lại cái câu này cho các bạn xem. Đây, cái này nó sẽ là số nguyên khi cái này là ước của 13, nó sẽ là cộng trừ 1. Nếu mà cái này mà bằng 1 thì ta sẽ có là x gì sẽ là bằng 0 đúng không? X gì sẽ bằng 0 này.
Nếu như cái này bằng trừ 1 thì ta sẽ chuyển sang 1 sang đây sẽ là thành trừ 2. XY sẽ là bằng trừ 2 phần 5. Tiếp theo, nếu như mà XY ở đây mà bằng 13 thì ta sẽ có là XY sẽ bằng 12 phần 5. 12 phần 5. Tiếp theo là nếu bằng trừ 13 thì ta sẽ có XY sẽ bằng trừ 14 phần 5. Có thể là đầu, chắc là đầu bài nó hỏi nó có bao nhiêu giá trị nguyên của X, chứ không phải là giá trị của X. Mình nhầm là giá trị của X. Giá trị nguyên thì chỉ có duy nhất một giá trị thôi, đó là bằng 0. Thì các bạn phải chọn giá trị là 1, hiểu không? Đấy, còn à, nếu như mà nó hỏi là có bao nhiêu giá trị thì nó giá trị của XY thỏa mãn. Cái này bằng trừ 54 là x chỉ bằng bao nhiêu? Nên là x chỉ mũ 3 hết đúng không? Ta sẽ đặt x chỉ mũ 3 ra ngoài thôi. X chỉ mũ 3 này. Cái này nó sẽ là trừ 4 này. Trừ đi 7 này. Cộng với 3 mũ 3 là 27. Đấy, cái này nó sẽ bằng trừ 54. Bây giờ ta sẽ đi tìm thôi. Ta sẽ có là trừ 4 trừ 7 trừ đi 27. Đấy, nó sẽ bằng trừ 10. Ở đây không phải trừ 27 mà cộng 27 này. Đấy, cho nên dấu cộng. Thì chỗ này phải là tự nhiên lưu giá trị cũ trừ 4 trừ 7 cộng với cả 27. Đấy, vậy là bằng 16. Thì ta sẽ có là xy mũ 3 sẽ bằng trừ 54 chia cho 16. Đấy, nó sẽ bằng trừ 27 phần 8. Người ta nhập dưới số thập phân, dưới dạng số thập phân gọn nhất. Đây là xy mũ 3 thì bây giờ các bạn phải căn bậc 3 của nó. Thì các bạn sẽ lấy cái này mũ trừ 1/3 đúng không? Mũ 1/3. Đấy, vậy là sẽ bằng trừ 3,2. Chính là trừ 1,5 nữa. Trừ 1,5. Các bạn sẽ thử lại cái này mũ 3 xem. Đấy. Chuẩn luôn. Cho góc vuông XOY trên OX lấy điểm A, trên OY lấy điểm B. Nên ta định vẽ hình đi. Và đọc vừa vẽ hình. Góc vuông XY trên OX lấy điểm A, trên OY lấy điểm B, lấy điểm M trên tia đối của tia OX, sao cho OM bằng OB. Đây ta sẽ có là M. Lấy điểm N trên tia đối, sao cho N bằng OE. Đây là N. Thế thì các bạn lấy điểm A dịch vào đây đi. Bỏ điểm này đi. Biết AB là bằng 8. AB là bằng 8 đấy. Cho đoạn này là 8. Độ dài của MN. MN đương nhiên bằng AB rồi. Tại vì cái này nó đây chỗ này vuông này, hai tam giác này bao giờ cũng bằng nhau, hai cái này bằng nhau mà, hai cái này bằng nhau. Đấy, cạnh góc cạnh, ok, vậy là hai này bằng nhau và là bằng 8 luôn. Một đoàn tàu chuyển động đều với vận tốc 25 m/s thì cần 8 giờ để đi từ A đến B.
Nếu đoàn tàu đó chỉ chuyển động đều với vận tốc là bao nhiêu? Với vận tốc 20 m trên phút thì đi hết quãng đường AB trong bao nhiêu giờ? Đây, bây giờ ta sẽ tính 25 m trên phút đúng không? Các bạn sẽ đổi ra giờ. Đây. Tức là 25 m trên phút thì nó sẽ là 25 nhân với 60. Đấy, thì sẽ ra được là 1.500 m trên một giờ. Thì cái cần trong 8 giờ thì các bạn lấy cái này nhân với 8 là sẽ ra được quãng đường đó. Sẽ là quãng đường nó là 12.000 m. Thì các bạn sẽ có là cái quãng đường của nó là 12.000 đúng không? Quãng đường dài 12.000. Tiếp theo các bạn phải đổi cái 20 m trên phút này ra thành bao nhiêu mét trên giờ. Bạn sẽ lấy 20 nhân với cả 60. Nó sẽ là bằng 1.200. Đây chính là vận tốc là 1.200 m trên giờ. Thì cái quãng đường AB này khi đó sẽ là nó sẽ là 12.000 chia cho 1.200 thì sẽ bằng 10 thôi, đúng không? Vậy là đi hết trong 10 giờ. Điểm N có tọa độ này thuộc đồ thị hàm số y bằng ax. Tìm đồ thị hàm số trên đi qua đồ thị hàm số trên đi qua điểm M có tọa độ này này. Vậy M bằng bao nhiêu? Ta thay N vào đây thì tìm A trước. Thì ta sẽ có là x nó sẽ là 3,5A. 3,5A bằng 14. Thì A ở đây nó sẽ là bằng 14 chia cho 3,5 đó. Đấy, vậy là A nó sẽ bằng 4. A sẽ bằng 4. Thì ta sẽ có đồ thị của nó sẽ là y bằng 4x. Thì các bạn thay cái tọa độ M để vào đây. Thì ta sẽ có đầu tiên là y bằng 4x đây. Thay vào đây. Thì ta sẽ có là 4M. 4M sẽ bằng 10. Vậy là M sẽ bằng 10 trên 4. 10 phần 4. 10 chia cho 4 sẽ bằng 2,5 đúng không? Dưới dạng số thập phân gọn nhất. Vậy là M bằng 2,5. Biết rằng giá tiền 1 mét vải màu chỉ bằng 75% giá tiền 1 mét vải hoa. 1 mét vải màu bằng 75% giá tiền 1 mét vải hoa. Với số tiền để mua 1,8 mét vải hoa thì có thể mua được bao nhiêu mét vải màu? Cái này thì ta cứ giả sử thôi. Giả sử để mua được 1,8 mét vải hoa là cần 18.000 đi. Cần 18.000. 1,8 mét vải hoa thì cần là 18.000. Tức là mua 1 mét vải. Mua 1 mét vải màu chỉ bằng 75% giá tiền mua 1 mét vải hoa. Tức là cái vải hoa này bao giờ nó cũng nhiều hơn thì cái giá nó cao hơn cái mét vải màu. Thì tức là bây ta sẽ tính ra cái này, tính ra được từ cái này thì ta sẽ chia được cái giá của mét vải màu nó sẽ là 18.000 chia cho 1,8 này thì sẽ ra là 10.000 một mét. 10.000 một mét vải hoa thì cái mét vải màu nó sẽ giá trị bằng 75% để ta lấy cái này nhân với cả 0,75 thôi. Đấy, vậy là cái vải màu chỉ là 7.500 đó chứ không đến 10.000. Đấy, thì bây giờ ta có là 18.000 này. 18.000 này chia cho 7.500 là sẽ ra 18
chia cho 7.500 là ra được bao nhiêu mét vải kia, nó sẽ là 2,4 mét đúng không? Ok, vậy là mua được 2,4 mét. Cho x cộng y bằng 0, khi đó giá trị của biểu thức này là, ta phải nhóm ra như thế nào đấy. X bình x mũ 3 trừ đi y mũ 3. Còn cái này thì nó sẽ là x, nên ta nhóm x bình ra ngoài thì còn là x cộng với y đúng không? Tức là ta nhóm x mũ 3 với cái này, với cái x bình y này, thì ta sẽ nhóm x bình ra thì ở trong sẽ còn x cộng y, thì là đây sẽ là 0 rồi. Tiếp theo ta nhóm trừ y bình ra ngoài, nhóm hai cái này với nhau này, trừ y bình ra ngoài trong cũng là x cộng y, thì cũng là 0 luôn. Thế thì chỉ còn có trừ 1 thôi, vậy giá trị của cái này sẽ là trừ 1. Cho 7a bằng 9b và bằng 21c, và a trừ b cộng c sẽ bằng 15. Khi đó a cộng b trừ c là bình phương là bằng bao nhiêu? A cộng b trừ c bình trừ b cộng c bằng 15. Từ đây thì ta sẽ có là 9x, à 9a, đây là a trên 9 đúng không? A trên 9 sẽ bằng, a trên 9 sẽ bằng b trên 7. Và có một cái nữa là a trên 21 để b trên này đi, b trên 21 sẽ bằng, b trên 21 sẽ bằng c trên 9 này. Thì vào đây các bạn sẽ để ý để quy về cái này, b trên 7, b trên 7 đúng không? Thì cái này ta phải chia cho cả hai về cho 3 đúng không? Cái này chia cho 3 là sẽ 3, vậy cái này sẽ bằng c trên 3 này. C trên 3 rồi, đúng chưa? Ok, thì ta sẽ có cái đấy. Thì các bạn sẽ dùng tỉ lệ thức thôi, bằng cái này a trừ b cộng c, a trừ b cộng c thì ở dưới sẽ là 9 trừ 7 cộng 3, 9 trừ 7 là bằng 2, 2 cộng 3 là 5, đúng chưa? Này là chính là 15 phần 5 là bằng 3. Thì ở đây ta sẽ suy ra được a sẽ bằng 9327, b là sẽ bằng 3721 và c là sẽ bằng 33 bằng 9. Thì a cộng b, a cộng b trừ c, bạn tính ra nó sẽ là 27 cộng với 21 trừ đi 9 bằng 39. Thì các bạn bình phương lên nó sẽ làm bằng 1521. 1521 chứ nhiều thời gian không, 6 phút. Tính góc A của tam giác ABC, biết A cộng B bằng C, 2A bằng 3B. Này thì ta còn có thêm một cái nữa là A cộng B cộng C là bằng 180. Đấy, a cộng b bằng 180 nữa. Thì các bạn sẽ thay vào đây, thì a cộng b bằng c rồi, thì ở đây thì ta sẽ có là 2c sẽ bằng 180, thì c phải bằng 90 rồi. Đấy, thì bây giờ ta phải đi tìm ra góc a. C này bằng 90 thì a cộng b phải bằng 90 đúng không? A cộng b là bằng 90.
ta thay vào đây, ta có a cộng b này bằng 90, thì ta thay vào đây 2a bằng 3b thì a phải bằng a b phải bằng 2a trên 3 rồi, a cộng với 2a trên a, 2a trên 3 bằng 90, thì ta sẽ có là 1 cộng với 2 phần 3 bằng 5 phần 3, ta sẽ lấy 90 chia cho cái này. Đấy, vậy là A sẽ bằng 54 độ. Hai máy bay cùng bay từ thành phố A đến thành phố B. Máy bay thứ nhất bay quãng đường AB trong 1 giờ 40 phút. Máy bay thứ hai bay hết 1 giờ 50 phút. Biết rằng cứ 1 phút thì máy bay nào bay nhanh hơn máy bay kia 1 km. Cái thằng này bay nhanh hơn này. Máy bay thứ nhất bay nhanh hơn 1 km mỗi phút. Vậy máy bay bay nhanh hơn có vận tốc là bao nhiêu? Mỗi phút là nhanh hơn 1 km, thì tức là mỗi 1 giờ thì nó sẽ chênh nhau là 60 km, đúng không? Đấy, thì tức là cái thằng thứ nhất nó sẽ là vận tốc là A, thì thằng thứ hai vận tốc nó sẽ là A trừ đi 60, tại vì thằng thứ nhất nhanh hơn mà. Thì ta sẽ có là cái quãng đường AB đây, cái này sẽ nhân với cả 1 giờ 40 phút, cái này sẽ nhân với 1 giờ 50 phút, ta sẽ có là 40 chia cho 60 cộng với cả 1, nó sẽ bằng 5 phần 3 giờ. Vậy là cái này nhân với cả 5 phần 3 sẽ bằng cái này nhân với cả 1 giờ 50, tức là 5 phần 6, 1 cộng với 5 phần 6 là 11 phần 6. Này thì các bạn sẽ có ở đây là 11 phần 6 a. Ta lấy 11 phần 6 này trừ đi 5 phần 3 xem nào. Đấy, sẽ bằng 1 phần 6, tức là 1 phần 6 A. Rồi nhân với A này. 1 phần 6 nhân với A thì nó sẽ là bằng, ta để bên này thì chuyển này sang đây thì nó sẽ là 60, là 10, là 110. A sẽ bằng 110 này nhân với cả 6 sẽ là 660. Máy bay bay nhanh hơn có vận tốc là 660 km/h. Hai phút là một câu. Cho tham gia ABC, M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Lấy P là trung điểm, ta phải vẽ hình rồi. Không được vội. A, B, C, M là trung điểm của AB và AC. P là trung điểm của AM. Diện tích của tam giác ABC gấp bao nhiêu lần diện tích của MNP? Trung điểm này là trung điểm của cái này, cái này trung điểm của cái này. MNP là đường cao là 1/4, cao 1/4, độ dài cái này bằng 1/2, thì ta sẽ có là diện tích của cái kia là 1/2 đại nhân chiều cao, tức là h nhân với a chia cho 2, đúng không? Còn cái sau nó sẽ là đường cao, nó lại là h trên 4. H trên 4 rồi, vẫn là 2 sẽ nhân với 4. Còn a sẽ trên 2.
chia với 2 thì sẽ gấp 8 lần. Ok, ta nộp bài rồi. Không biết là sai câu nào thì mình sẽ, các bạn xem là mình sai câu nào thì comment ở dưới, mình sẽ làm lại câu đó nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một comment và chưa đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt, hẹn lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.